Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Cách đây khoảng vài năm, nhắc đến điện thoại giá rẻ thì có lẽ người ta sẽ chỉ nghĩ đến Xiaomi mà thôi. Tuy nhiên thời gian gần đây khi mà nhắc tới điện thoại giá rẻ thì chúng ta đã có hai thương hiệu khác cũng rất là ngon, đó là Realme và Vsmart. Và chắc chắn rồi, với sự xuất hiện của ba thương hiệu giá rẻ đó là Realme, Xiaomi và Vsmart thì Samsung cũng sẽ phải giảm giá của các sản phẩm của mình nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng ở thị trường Việt Nam. Và ngày hôm nay mình sẽ đem tới cho các bạn một cái chiếc điện thoại của Samsung thuộc dòng A nhưng mà đang được giảm giá rất là nhiều. Đó chính là Samsung Galaxy A21s. Đấy, cụ thể nếu mà các bạn để ý thì cái giá niêm yết nhé của cái chiếc điện thoại này là 4.690.000 đồng. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng tại Di động Thông minh thì giá sẽ được giảm ngay 800.000 đồng, nghĩa là còn khoảng 3.890.000 đồng, nhưng vẫn chưa phải là mức giá cuối cùng của cái chiếc điện thoại này. Nếu các bạn mua hàng trong cái đợt hot sale từ ngày 11 cho đến ngày 15 tháng 9 tại Di động Thông minh, các bạn sẽ được giảm thêm 200.000 đồng nữa, nghĩa là còn khoảng 3.690. Vẫn chưa hết, nếu các bạn mua hàng qua kênh Dương Dê, các bạn sẽ được giảm thêm 100.000 đồng nữa. Đấy, và sẽ được giảm thêm 50.000 đồng khi thanh toán qua VNPay trực tiếp tại cửa hàng. Và giá cuối cùng cho cái sản phẩm này sẽ chỉ còn là 3.540.000 đồng, nghĩa là khoảng 3.500.000 cho một chiếc điện thoại của Samsung có viên pin lên tới là 5.000 mAh và có bộ 4 camera phía sau. Vậy thì Samsung Galaxy A21s nó sẽ có những ưu điểm gì và những nhược điểm của nó là gì? Chúng ta sẽ cùng phân tích ngay trong video ngày hôm nay. Thế đầu tiên là về mặt thiết kế cái đã, thì Galaxy A21s có một cái thiết kế mặt lưng nó khá là giống với cả những sản phẩm tầm trung với cả cao cấp bây giờ của Samsung. Đấy, cũng có cụm 4 camera phía sau được đặt ở bên trong một khung hình chữ nhật. Mặt trước thì nó là màn hình nốt ruồi đục lỗ đặt lệch sang bên tay trái. Đấy, nhưng mà cái điểm trừ đó là cái thiết kế thì bằng nhựa. Nhưng mà nhựa thì cơ bản là bây giờ trong tầm giá này hàng chính hãng thì cũng rất nhiều sản phẩm điện thoại bằng nhựa chứ không phải là mỗi mình nó. Có chăng là có mỗi con Redmi Note 8 Pro là mặt lưng bằng kính thôi. Chứ còn mình cũng không đánh giá đây là nhược điểm, nhưng mà nhược điểm sẽ đến từ màn hình. Màn hình của nó thì mặc dù có kích thước tương đối lớn, đó là 6,5 inch nhưng mà độ phân giải chỉ là HD cộng mà thôi. Và tấm nền chỉ là tấm nền TFT. Thì đây là cái điểm trừ lớn nhất của cái sản phẩm này. Khi chúng ta nhìn vào thì thấy màn hình rất là rỗ, mật độ điều hành chỉ rơi khoảng 270 ppi, góc nhìn thì cũng không tốt. Hiệu năng cũng không phải là điểm mạnh của cái chiếc điện thoại này khi mà nó chỉ có RAM là 3GB, bộ nhớ trong là 32GB và con chip là Exynos 850. Mặc dù con chip Exynos 850 này được sản xuất ở trên tế trình 8 nanomet đấy nhá, nhưng mà cái trải nghiệm về mặt hiệu năng của nó cho ra là không tốt. Nếu mà đặc biệt là về khoản chơi game, Admin Kha thì cũng đã có bài test game của sản phẩm này rồi, các bạn có thể xem luôn ở trên hình. Như Admin Kha đánh giá thì sản phẩm này chơi game không ổn. Nhưng mà về camera của chiếc điện thoại này thì tương đối tốt ở trong cái tầm giá của nó thôi. Trong tầm giá khi mà nó có camera chính lên tới là 48 megapixel, nó sẽ có thêm một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 chấm, camera macro có độ phân giải là 2 chấm, và camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 2 chấm nữa. Nghĩa là camera của nó thì rất là đa dụng, đủ tất cả các camera, không thiếu camera nào cả. Và nó sẽ có một camera selfie có độ phân giải là 13 megapixel nữa. Còn viên pin thì cực kỳ trâu, đó là 5.000 mAh. Thì đấy chính là những cái ưu điểm của sản phẩm này. Nghĩa là khi chúng ta mua Samsung Galaxy A21s là chúng ta sẽ mua một sản phẩm có thương hiệu tốt, có camera ổn ở trong tầm giá và có một cái thời lượng pin trâu. Đấy, chứ còn chúng ta sẽ không mua sản phẩm này nếu chúng ta muốn một chiếc điện thoại mà có màn hình đẹp và muốn có một cái chiếc điện thoại mà có hiệu năng tốt thì chúng ta sẽ không nên mua sản phẩm này. Đấy, chúng ta có thể mua những sản phẩm khác. Nếu mà nói về đối thủ ở trong cái tầm giá của Galaxy A21s thì nó sẽ có đó là Redmi Note 8. Đấy, Redmi Note 8 hàng chính hãng. Và chúng ta cũng sẽ có thêm là Vsmart Active 3. Đấy, nhưng về cơ bản thì nếu mà bạn muốn có một màn hình đẹp hơn và muốn có một hiệu năng tốt hơn thì Redmi Note 8 và Vsmart Active 3 là nhỉnh hơn Galaxy A21s, thì bạn có thể tham khảo qua hai dòng đó. Còn lại thì dòng này thì nhỉnh ở những cái điểm mình nói đấy, thương hiệu, pin và camera. Rồi, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Galaxy A21s sau khi đã trừ đi tất cả mọi các khuyến mại, mua qua kênh Dương Dê, tất cả mọi thứ trừ đi, nó chỉ còn khoảng 3.500.000 tại Di động Thông minh. Hãy để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.